Chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về bài nút nhấn trên con 8051. Thì đối với những dòng biểu khiển cao cấp hơn ấy, thì nó có một cái bộ pull up hoặc là pull down. Thì nó sẽ đấu có thể nó khác hơn nút nhấn này. Thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cái cách đấu để tạo ra được một cái nút nhấn. Thì trên con 8051 này mình sẽ có hai cách. Đó. Cách đầu tiên là mọi người đấu kiểu như thế này, tức nghĩa là đây mình có thể là chạy mọi người nhìn thấy được. Tức là ban đầu ấy thì nó sẽ cần, ở đây thì mình sẽ cần là một cái con tụ để lọc nhiễu cái nút này. Mình nghĩ là nên phải có một con tụ để lọc nó. Mình có thể sử dụng phần mềm để có thể là bỏ qua cái đoạn nhiễu, nhưng mà mình nghĩ là vẫn phải nên có một cái nút cái tụ ở đây lấy lọc cái nút nhấn này. Tí nữa mình có thể sâu cho mọi người nhìn thấy được. Là một con trở này, 10k này. Thì ban đầu ấy nó sẽ là khi chưa nhấn nút nha. Thì nó sẽ đây đúng không? Từ dương nguồn này. Và cái chân P10 này ở mức cao. Mọi người nhìn thấy mức cao đúng không? Còn khi mình nhấn này, đấy mọi người nhìn thấy đúng không? Chân P10 sẽ trở về xuống mức thấp. Vậy chưa nhấn thì sẽ ở mức cao và nhấn xuống mức thấp. Đấy, họ dựa vào sự thay đổi như thế này và mình cần phải đọc ra đúng không? Đọc trạng thái ra, nếu mà như nó ở mức thấp thì đã nhấn nút. Ok đúng không? Đó là mình để phân biệt. Đấy, khi nhấn thì nó sẽ là xuống mức thấp đúng không? Tương tự có cách thứ hai là ban đầu nó là mức thấp đúng không, khi nhấn lại lên mức cao, nó ngược với lại cái kiểu như thế này. Thì ở đây có một cái mình đã chụp một cái ảnh để mọi người sẽ nhìn thấy được cách đấu thứ hai. Đây đấu này đây, thì ban đầu ở mức thấp và khi nhấn nút thì nó sẽ lên mức cao, và ở đây thì ban đầu là mức cao và nhấn nút nó sẽ lên mức thấp, xuống mức thấp. Thì cái cách này là cái cách thông dụng mà mọi người hay dùng, nên mình sẽ dùng cái cách này nha. Đây. Thì để lập trình được cái này đúng không? Thì mình sẽ mình đã tạo bộ jack sẵn rồi, nút nhấn sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ if này. Nếu như mà cái chân P10 đúng không? Thì mình sẽ mở cái thằng này ra. Mình lấy cái chân P10. Đây, P10 đây. Cái pin này đúng không? Bằng 0 đúng không? Bằng 0. Tức là nếu mà nó bằng 0 thì chắc chắn là đã nhấn rồi. Đã nhấn ở đây. Nhưng bình thường khi mọi người nhấn, khi mọi người thiết kế một cái mạch ngoài ấy, mọi người nhấn đấy. Cái mình vẽ đây. Đúng không? Ban đầu nó ở là mức cao đúng không? Đang mức cao này này. Khi mọi người nhấn đấy, nó không phải là xuống thẳng mức thấp như thế này, đúng không? Không phải thẳng xuống mức thấp, mà ở đoạn đây nó có một cái đoạn nhiễu như thế này, nhiễu, sau đó mới xuống như thế này. Đấy, cái đoạn nhiễu này này thì nó lại nó cần một cái gì đó đúng không, để xử lý nó. Mình nếu mà mình lắp thêm một con tụ ở đây thì nó sẽ là giảm thiểu cái đoạn nhiễu hơn, đoạn nhiễu này hơn, nhưng mà nó vẫn có nhiễu, vẫn tồn tại nhiễu. Thì ở đây là mình sẽ kiểm tra nếu như mà cái khi xuống ở mức mức 0, tức là đã nhấn đúng không? Ban đầu là đang mức 1 này. Xuống mức 0 này, ban đầu mức 1 là chưa nút nhấn, chưa được nhấn này. Thì mọi người nhìn thấy này. Mức 1 này, chưa nhấn này, nhấn xuống là mức 0 này. Đúng không? Nhấn xuống sẽ là mức 0 này. Thì ban đầu nó là 1 này. Bây giờ mình sẽ cần phải loại bỏ cái đoạn nhiễu này đi. Và cách là mình delay. Delay một khoảng ở đây thì mình đã delay 500 đi. Ở đây là tùy vào cái mạch của mọi người thiết kế đúng không? Mọi người sẽ thử một cái delay như nào để hợp lý, để cho nó có thể là nút nhấn mọi người chạy một cách ổn định và ngon. Delay một lúc này, sau đó là mình kiểm tra lại xem là đã bằng không chưa, đúng không? Mình muốn bỏ cái đoạn đây đi. Bỏ đoạn đây đi, kiểm tra lại tiếp. Đây, mình sẽ kiểm tra lại. Delay này.
Ok, mình kiểm tra lại tiếp xem nhấn không. Nếu như mà nó vẫn là ở mức cao thì không không mình không nhấn đúng không? Không, đấy là không phải rồi. Còn nếu như nó vẫn bằng không, tức nghĩa là nó đã nhấn đúng không? Đã nhấn. Và trong đây xử lý cái nhấn, nút nhấn đó. Thì xử lý ở đây thì mình sẽ đảo chân P0 đi, đúng không? Đảo cái port P0 này đi. P0 sẽ bằng đảo của P0. P0. Ok, đúng không? Mình có thể đi bớt lại cho mọi người, sâu cho mọi người nhìn thấy được chạy như thế nào. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Nó sẽ đảo này, nhìn thấy đúng không? Đấy, nó sẽ đảo cái port B0 đúng với lại cái mình làm đúng không? Mọi thứ là ok. Mình sẽ chỉ cho mọi người về có một cái điểm khác biệt nữa khi mọi người ở đây check ở đây, đó là bình thường mọi người nhấn dí nút nhấn này này. Đấy, nó sẽ là đảo liên tục đúng không? Mình nhìn thấy nó đảo liên tục đúng không? Bình thường là mọi người khi mọi người làm một cái đồng hồ ấy, mọi người cài đặt một cái nút đồng hồ đúng không? Khi mọi người cài đặt giờ phút giây ấy, mọi người nhấn dí cái nút thì có một vài đồng hồ thì nó sẽ là dí một phát thì nó sẽ tăng liên tục đúng không? Số liên tục. Hoặc là mọi người dí mọi người nhả ra thì nó mới tăng. Đúng không? Dí nhả ra thì mới tăng. Ví dụ ở đây thì mình đang là dùng if, if kiểu như thế này thì khi mà mình dí ấy thì nó sẽ vào xử lý nút nhấn liên tục. Khi mình dí thì nó sẽ xử lý nút nhấn liên tục. Ok, nhưng mà mình không muốn ứng dụng, nhiều ứng dụng của mình không muốn là nó xử lý liên tục như vậy, đúng không? Nó không muốn, mình không muốn là nó nháy liên tục như này, mà mình muốn là bấm một cái rồi nhả ra thì nó với thực hiện cái nút nhấn này, thực hiện cái chương trình trong nút nhấn này. Thì ở đây mình sẽ làm như thế nào, là mình sẽ while này. Mình sẽ chờ đến khi nút nhấn nó lên một, mình sẽ chờ, đứng đây chờ. Bỏ này đi. Đây, mình sẽ đứng đây chờ. Cái lệnh while tức là hiện tại nó đang đang vẫn bằng không đúng không? Đang vẫn bằng không này. Tức là mình đứng đợi. While này tức là đợi. Đợi khi nào đến cái P này nó khác không, tức là lên một thì bắt đầu mình mới thực hiện cái thao tác này. Ok, điều cái gì nó sẽ khác biệt nha. Bây giờ mình dí nút nhấn này. Đây, mọi người nhìn thấy nó sẽ không nháy nữa. Và mình nhả ra thì nó mới thay đổi cái trạng thái. Tiếp theo này, dí này, nhả này. Đấy, thay đổi đúng không? Dí này, nhả này. Đấy thì đấy là hai cái mà tùy mọi người ứng dụng, mọi người làm gì làm. Ở đây mình có thể là thử với lại cái bọt khác đi xem như thế nào. Đúng không? Bây giờ mình copy một cái block này, copy ra đây. Và bây giờ mình thiết kế vào chân P3 đi, thử xem như thế nào. Và P3 bây giờ mình nháy cái port 2. If này. Mình copy đúng không? P3 này. P3 này. Và mình nháy cái port 2 này. Check lại xem như thế nào. Nháy port 0 này. Ok này, nháy port 2 này. Ok này. Em mọi thứ là ok đúng không? Đấy thì mình sẽ kết thúc cái bài nút nhấn ở đây. Thì mọi người có bất cứ câu hỏi gì mọi người comment bên dưới mình sẽ đáp mình xin hết.